về Tây Phương có A Di Đà. Ở cõi đây có Phật Thích Ca, Phật hai nước phát tâm là độ dân chúng đôi ta bà. Về bên cõi A Di Đà. Sánh đất luôn đi đầu, vậy ai uống
theo ý như mong cầu. Yeah.
tay ấy không thù hằn. Mọi người thương như tình thân, chẳng tham sắc danh không cần, đường ân ái không lần cần, cùng nhau khuyên tu chuyện cần. Sunday.
sanh đau. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
đây có Phật Thích Ca. Phật hai nước phát tâm là đồ dân chúng nơi ta bà về bên cõi A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Tay ấy không thù hằn,
mọi người thương như tình thân. Chẳng tham sắc danh không cần, đường ân ái không lần cần, cùng nhau khuyên tu chuyện cần. Bye.
đang lướt không sánh đâu. Nguyện cho những ai đi
Nhớ
thừa áo có ngôi nhà xa. Về được đây ôi là xa, con châu bao như kim vàng, bạc kim loan xây nền đàn, bỏ lên đẹp phong cao nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cân quả tâm đức mau biển than Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
xưa có ra lời thề, mở rộng thêm bao là quên. Vậy ai đã mong sanh về thì nên cho tâm si mê, Phật giảng đón đưa ta về.
cách tâm xa gần. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
từ hoa ra hào quang. Màu sen trắng xanh hay vàng, hào quang sáng lên muôn ngàn, về vàng đỏ dân ta bà. Không lo rồi.
mỗi khi gió lay cây cành tạo ra tiếng âm thật thanh, dây dẫn chúng nên tu hành hay tinh tấn cho chuyên cần quả tâm được mau viên thành. Ta hãy
xưa có ra lời thề, mở rộng thêm bao lạc quê. Vậy ai đã mong sanh về thì nên cho tâm si mê, Phật giảng đón đưa ta về. Người niệm hay không sao
tâm xa gần. Nam mô.